Không, cái này nó kẹp ấy là bình thường, còn đâu phải sờ tay thì biết được đúng đấy. Con nói chuẩn, con kia là cái này ngoại cỡ đó. Ôi trời, cần giờ cần đang ấy, đang làm tí nữa. Thế ở trong kho ông vào mình đấy, cái kho cá đẹp chưa? Trong nhà đấy. Bóng sáng rồi nè. Đi bày 15 cân là đi mã đâu đi cho nhớ rồi. Nhớ rồi. Rồi nè. Bao nhiêu cân rồi? Chưa chưa đọt, non 15 cân non. Khoảng độ 3 lạng nữa là đủ. Cứ cho vợt nữa đi. Tao thì máy sụp tốt cái kia là gì? Tốt kỳ rồi. Nhưng mà cho nó xuống cho nó sẽ khỏe hơn. Không còn, đá bao nhiêu xuống cái nơi nào nó đọc hết rồi. Thế nào? Bao nhiêu? 51 cân đi. Hạ càng thấp càng tốt. Hạ thấp thôi. Rồi.